Và trở lại với cái chuyện Hoa Kỳ thì người ta đang nói rất là nhiều tới cái chuyện là Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ đi nằm bệnh viện nhưng mà hoàn toàn không thông báo cho ai cả. Cái chuyện mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lloyd Austin đó, đã đi vào bệnh viện Fort Street, bệnh viện quân đội của Hoa Kỳ từ ngày hôm thứ Hai đầu tuần trước, mà mãi tới ngày thứ Sáu thì cái tin đó, ông đi nằm viện chữa trị bệnh tình gì đó thì mới được biết tới. Và trong cái thời gian 5 ngày vắng mặt như vậy, tòa Bạch Ốc cũng không biết, Tổng thống Biden hoàn toàn không biết, mà ngay cả nhiều viên chức trong Bộ Quốc phòng cũng không ai hay biết cả. Mà cái điều đó nó dấy lên một cái làn sóng chỉ trích rất là dữ dội cho tới phút này. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại và suy nghĩ kỹ lại thì đây là quả thực là một cái sự cẩu thả, rất là cẩu thả, mà nó có liên quan tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Mà chính một cái người mà chúng ta biết là rất là hiền hòa như là cựu Phó Tổng thống Mike Pence, ông cũng đành phải lên án rằng cái hành động này rõ ràng là đẩy quân đội của Hoa Kỳ vào cái tình thế là rắn mất đầu, là một cái đội quân vô chủ trong cái thời gian mà ông nằm viện. Điều đó cũng không có gì là quá đáng, bởi vì thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tức là cái gạch nối giữa Tổng tư lệnh quân đội là ông Tổng thống Biden đó, với lại cái hàng ngũ chiến đấu là quân đội Hoa Kỳ gồm các quân binh chủng. Mà hiện nay tình thế của Hoa Kỳ tuy là chúng ta thấy vậy nhưng mà rõ ràng không phải là thời bình. Những cái liên minh, những cái đồng minh rất là thân thiết với Hoa Kỳ là Ukraine với lại Israel đang chiến tranh. Có thể là họ gặp ở tình trạng nguy cấp nào nó bất ngờ nó xảy ra, mà lúc đó đồng minh Hoa Kỳ cần phải có một quyết định tức khắc. Trong vòng một vài tiếng đồng hồ là phải có biện pháp. Mà giờ Bộ trưởng Quốc phòng đi nằm viện không ai biết, và không ai biết là ông đi nằm viện, không biết ông ở đâu, thì ai sẽ ra những cái lệnh lạc như vậy? Và khi tìm được ông ấy, thì mọi chuyện nó đã quá trễ thì sao? Và cái điều thứ hai nữa, chúng ta cũng phải biết rằng là Bộ trưởng Quốc phòng là một trong những cái nhóm vô cùng quan trọng, là một trong những cái người, những cái mắt xích để làm ra một cái quyết định là tấn công hoặc đáp trả bằng vũ khí nguyên tử đối với một tình thế khẩn cấp và đối với kẻ thù. Mà nếu như mà giả dụ rằng là một cái kẻ thù như Nga hay là Trung Cộng biết là cái mắt xích này nó đã bị đứt ở ngay giữa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bây giờ không biết ở đâu, họ tấn công bằng vũ khí nguyên tử thì lúc đó sự đáp trả hay sự tấn công trở lại của Hoa Kỳ nó hoàn toàn nó chậm trễ hoặc là bế tắc, không thể thực hiện được. Thì lúc đó sẽ tan hoang, đất nước tan hoang, cái trách nhiệm đó ai chịu? Dĩ nhiên là khi mà chúng ta nói đây mọi chuyện nó đã xong rồi, chúng ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trong cái vấn đề mà bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ là không có được, người ta không thể nào yên trí hoặc là yên tâm rằng là kẻ thù không có tấn công chúng ta vào lúc này lúc kia được. Không thể nào có cái chuyện kiểu yên trí như vậy được, mà lúc nào cũng phải là sẵn sàng. Lúc nào cũng ở trong cái tư thế sẵn sàng đáp trả hoặc là sẵn sàng coi như là có biện pháp ngay. Mà bây giờ là tự nhiên ông Bộ trưởng Quốc phòng đi nằm viện thì mà không ai hay, không ai biết, thì nó thực sự nó là một cái điều nó quá cẩu thả, là một cái sự tắc trách mà người ta khó lòng mà tha thứ được. Thế nhưng mà mình đã để ý trong những cái ngày này, có những cái tiếng nói nó chỉ trích về vấn đề rất là hiển nhiên như vậy thì nó chỉ xảy ra phía bên Cộng hòa thôi, còn nó phía bên dân chủ người ta coi như hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mà lạ nhất một điều là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng lại đưa ra một cái biện minh rằng là ô đây là cái vấn đề tư ẩn cá nhân đó, là vấn đề bệnh lý đó. Thế cho nên là ông Austin ông không có muốn thông báo về cái chuyện đó. Đúng, đó là chuyện tư ẩn. Thế nhưng mà ông đi bệnh viện, ông có quyền, ông không có khai cái bệnh của ông. Nhưng mà ông phải thông báo, ông phải chỉ định một cái người thay thế của ông trong những lúc cấp thiết. Thế thì phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng cũng lại tiếp tục nói rằng là dẫu sao ông đi nằm bệnh viện thì cái bà phó thứ trưởng đó, bà thứ trưởng, bà phó đó thì cũng đã sẵn sàng tiếp nhận cái trách nhiệm đó lúc cần thiết. Thưa, đây là cái biện minh nó chỉ xảy ra sau các sự việc, nó không có giá trị. Phải là báo cáo trước. Người ta nhớ lại cái chuyện cũ, cái khi mà cựu Tổng thống Trump, mình nhớ là ông dính Covid-19, cái chuyện mà ông đi cũng đi tới cái bệnh viện Gold Reed này để mà nằm viện để mà chữa trị Covid-19. Cả nước Hoa Kỳ đều rất là rõ ràng, cả thế giới đều thấy rõ ràng là cái lịch trình của ông đi tới chữa trị như thế nào, người ta chữa bệnh ông ra sao, nhất đều được báo cáo. Và cái sự rõ rệt, cái sự minh bạch như vậy, nó cho thấy một cái điều là các lãnh tụ của Hoa Kỳ hoàn toàn khác hẳn những cái lãnh tụ của thế giới cộng sản, rất là minh bạch, rất là rõ ràng, và cái việc gì nó cũng có được sắp xếp ổn thỏa. Việc nước vì vậy không bao giờ có một cái gợn biến động nào cả, không có một cái sự lộn xộn nào cả. Ai cũng rõ. Hoặc là thí dụ như năm 2022, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland, ông cũng phải vào viện để ông chữa trị cái bệnh gì đó. Ông dĩ nhiên là ông không nói rõ, nhưng mà trước khi ông đi thì ông đã báo trước cho công chúng một tuần, rõ ràng lắm. Lịch trình là ông sẽ dự định là ông sẽ tới bệnh viện ngày nào và ngày nào thì ông ra viện, và ai sẽ chịu trách nhiệm về Bộ Tư pháp vào trong thời gian ông vắng mặt, vô cùng rõ ràng. Thế thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này là ai, và là trách nhiệm như thế nào mà lại giấu giếm, và là thông báo mà đến sếp của ông là ông Tổng thống cũng không hay không biết. Mà cái điều lạ hơn đó là mình thấy là sau cái sự kiện như vậy, sau những làn sóng chỉ trích như vậy, thì một cái viên chức ở trong tòa Bạch Ốc nói với đài NBC, nói rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng với là Tổng thống đã có một cái cuộc nói chuyện rất là thân mật. Sau đó thì ông Tổng thống đã nói rằng là ông hoàn toàn tin tưởng vào ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đấy là cái chuyện nó phải nói là nó rất là lạ, và vì cái sự thân mật như vậy đó, cái sự tin tưởng như vậy đó, thì bây giờ người ta mới bật ra một cái nghi vấn là có lẽ là tại vì cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này là bạn thân của con trai lớn của ông Biden. Ông Bo Biden mà ông qua đời rồi đó. Cho nên mới có sự trọng dụng như vậy, mới có sự tin tưởng như vậy. Thưa quý vị, rõ ràng là trong cái việc đối phó với cái việc rất là sai là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng âm thầm đi bệnh viện, không ai biết như vậy đó, mà lại không có sự gì nó xảy ra đó. Nó không có một cái lời giải thích nào tiếp theo đó. Nó là cái cớ cho rất là nhiều cái lý thuyết hay là những cái đồn đãi nó không hay nó xảy ra, và nó làm cho chính phủ của Tổng thống Biden rõ ràng là nó luộm thuộm, và nó mất đi cái sự chuyên nghiệp, cái sự minh bạch của chính phủ. Điều đó là cái điều hoàn toàn nó không nên làm tí nào. Và thưa quý vị, sau phần thông tin thương mại của đài thì chúng ta tiếp tục nói những cái câu chuyện về Hoa Kỳ.